Lên bìa tạp chí danh giá, Song Hye Kyo bị chê, nhìn mãi không thấy đẹp chỗ nào. Hai tấm ảnh bìa mà Song Hye Kyo chụp cho tạp chí danh tiếng vô quy nhận về phản ứng trái chiều từ cư dân mạng, là một trong những ngôi sao hạng A của showbiz Hàn. Song Hye Kyo không chỉ nhận các xe cao chất vót khi đóng phim mà còn rất đắt sâu quảng cáo khi là người mẫu đại diện cho nhiều nhãn hàng xa xỉ như Fendi, Hermès. Quyền lực như thế, hiển nhiên cô là gương mặt quen thuộc của những tạp chí thời trang đình đám như Elle, Harper's Bazaar, Cosmopolitan hay Vogue. Đặc biệt, vị thế của Song Hye Kyo trong giới thời trang còn thể hiện ở việc nữ diễn viên đã hai lần lên bìa số kim cửu, bìa số tháng 9 của Vogue, tờ tạp chí danh giá nhất thế giới. Được biết, tháng 9 được coi là đại nguyệt sang của giới thời trang. Đây là số báo quan trọng nhất trong sản nghiệp cả một năm của các tạp chí, ảnh hưởng tới toàn bộ trào lưu thu đông và xuân hè của năm sau, sử dụng những nhiếp ảnh gia đẳng cấp nhất, những stylist trình độ hàng đầu, lên trang bìa của một số quan trọng như vậy. Song Hye Kyo hiển nhiên là cái tên được quan tâm nhất K-pop thời điểm hiện tại. Thế nhưng, phản ứng của công chúng lại không mấy mặn mà, một số ít khen ngợi Song Hye Kyo thoát mắc hình tượng nhẹ nhàng, thanh lịch thành công để chuyển mình sang hình mẫu thời thượng của một đại sứ thương hiệu xa xỉ. Số đông còn lại không ngớt lời chê bai về kiểu tóc, cách trang điểm và đặc biệt là khả năng tạo dáng có phần hạn chế của người đẹp họ Song. Song Hye Kyo vẫn hợp với lối trang điểm kiểu Hàn, cứ cố đấm ăn xôi theo kiểu Âu Mỹ nhìn không tôn nét của chị ấy lắm, bối cảnh đẹp. Rất hợp với concept nhưng Song Hye Kyo tạo dáng chán quá, nhìn tổng thể không cuốn hút, không ai chê nhan sắc của Song Hye Kyo cả. Cái người ta muốn nói là cách tạo dáng của chị ấy, nó không ra được cái chất high fashion, cư dân mạng bình luận rôm rã. Dù vậy, người hâm mộ vẫn dành nhiều lời khen ngợi trước sự nỗ lực làm mới bản thân, thay đổi nhiều phong cách của Song Hye Kyo và mong đợi nhiều sự đột phá hơn của người đẹp trong giới thời trang. Song Hye Kyo khoe thân hình siêu mỏng trên bìa Vogue khiến phán xém chút không nhận ra. Xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue hàng số tháng 9 với hai phiên bản, Song Hye Kyo mặc trang phục khá đơn giản nhưng lại khoe thân hình và thần thái chuẩn đại minh tinh châu Á, là đại sứ thương hiệu của Fendi. Song Hye Kyo được nhãn hàng này đẩy bìa số tháng 9 lên Vogue hàng, một trong hai số báo quan trọng nhất năm. Nữ diễn viên mặc trang phục nằm trong bộ sưu tập thu đông 2021 của Fendi. Khác với hình ảnh xõa tóc mềm mại mọi khi, lần này Song Hye Kyo mang đến một diện mạo hoàn toàn khác với tóc búi chặt phía sau đầu, không để máy, khoe trọn đường nét thanh tú. Sắc nét của khuôn mặt, bức ảnh được chụp vào thời điểm bình minh lúc 5 giờ 23 phút sáng tại Gangnam, Seoul với hàm ý về một sự khởi đầu hoàn toàn mới trong sự nghiệp của Song Hye Kyo, sau 2 năm không xuất hiện trên màn ảnh xứ Kim Chi. Năm 2021 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của đại minh tinh Song Hye Kyo. Cô liên tiếp nhận tới 3 drama, trong đó bộ phim Now, We Are Breaking Up đã quay xong và dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 11 năm nay, sau đó sẽ là dự án drama dài hơi Your Glory. Cô cũng được cho là mới nhận thêm một kịch bản phim truyền hình nữa, mặc set đồ đắt giá với áo cardigan dạng crop top và chân váy dài, Song Hye Kyo khoe vòng eo siêu nhỏ, thân hình cực mỏng với những đường cong gợi cảm. Mặc dù set đồ có màu sắc không quá nổi bật, nhưng Song Hye Kyo lại mang lại ấn tượng vô cùng đặc biệt cho người xem, quả không hổ danh thần thái của một đại minh tinh châu Á.